Chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được cái đầu CD có model là The Nong S10 2 La Mã. Đây là đầu CD cao cấp đến từ hãng The Nong Nhật Bản, được thiết kế mặt nhôm phay xước màu gold, màu vàng, rất đẹp mắt, rất sang trọng. Hôm nay mình về được một con ông ly và một cái đầu CD. Cả bộ đôi này line new như mới, không tì vết, không vết xước, không vết lông mèo nghe các bạn. Cả bộ đôi rất đẹp mắt, rất sang trọng. Hôm nay mình đi chi tiết trước về cái đầu CD, còn cái âm ly ngày mai mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Các bạn nào có nhu cầu đừng ngần ngại gọi hoặc nhắn tin cho mình cái số điện thoại 0903 747 111. Máy mình về bao gồm một sợi dây nguồn, một cái khiển, các bạn có thể chỉnh full chức năng. Đó, cái nắp của nó làm những con ốc này, các bạn nhìn nè. Đó, mình tháo ra để ra cho quay cho các bạn xem, rất vàng các bạn. Dòng The Nong S10 nằm trong phân khúc là đầu CD cao cấp nghe các bạn. Đó, mình cho bài cuối cùng nè, này lui bài tới bài nè, cái này lui bài nè, buông tay là đọc các bạn thấy không, buông tay đọc liền. Các bạn thể chỉnh full chức năng trên khiển. Đó, bài 2, bài 8, nói chung là buông tay là đọc các bạn, rất tốt. Bên cạnh đó dòng này có chức năng giải mã nhạc số qua đường động trục và đường cáp quang. Đó, khi các bạn kết nối trực tiếp từ Smart TV qua đường optical này, các bạn bật nút thứ nhất. Đó, cái nút thứ hai là các bạn thể nghe giải mã nhạc số qua đường động trục. Một khi nó nhận tín hiệu thì ở đây sẽ thể hiện tín hiệu mẫu. Đó, rất là thuận tiện cho các bạn có thể nghe nhạc YouTube, hoặc các bạn dùng để kết hợp sử dụng giải mã để hát karaoke trong không gian gia đình, rất tốt. Chất âm rất dày dặn và ấm áp nghe các bạn. Chất âm của những dòng CD The Nong rất là dày và ấm. Nó phù hợp nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc vàng ở cao tiết hòa tấu. Rồi sau đây mình mời các bạn nghe thử một đoạn nhạc qua đường giải mã nhạc số nghe các bạn. Số qua đường động trục và đường cáp quang nghe các bạn. Một khi các bạn muốn nghe nhạc đĩa CD lại thì các bạn bật qua chữ CD. Đó, rất đơn giản ha. Rồi sau đây mình đi vào tổng thể cho bạn xem. Sườn sắc bên trái là vàng âu luôn các bạn. Đó, bên phải cũng vậy nghe các bạn, rất là vàng luôn. Để mình rút cái đường giải mã ra, mình cho các bạn coi mặt sau. Rồi các bạn nhìn tổng thể mặt sau nè các bạn, rất là mới luôn. Đó, ở đây là đường digital out, có đường đồng trục và đường cáp quang. Đó, đèn sáng đó. Ở đây đường giải mã nhạc số thì cũng có đường đồng trục, đường cáp quang. Đường analog out có hai đường, đường trên là đường fit và đường ở dưới là đường variable. Các bạn có thể chỉnh volume phía trước đây nè các bạn. Đó, các bạn có thể đánh trực tiếp qua tao, không qua phần rè, bằng chữ chỉnh volume lớn nhỏ. Đó, và đường dưới. Thông tin là The Nong DCD S10 AC 100V 20W, số series 0037, made in Japan, dây nguồn zin và dây nguồn rời nghe các bạn. Rất đẹp luôn các bạn. Rồi sau đây đi vào nội thất cho các bạn xem. Nhìn vào đây là một khay đĩa, nó đây có sơ đồ giải mã nhạc số nghe các bạn. Ở đây là hai biến áp nguồn digital và audio, hai tụ lọc nguồn rất to. Đó, ngóc ngách các bạn nhìn nè, rất là mới luôn, như mới luôn. Dòng này cũng là một trong những đầu CD đời mới của hãng, được sản xuất vào năm 1997 với giá xuất xưởng gần 200.000 yên nghe các bạn. Rất đẹp luôn các bạn. Sườn sắt là vàng ao luôn. Dòng này chạy 4 con chip giải mã PCM 1702 nè các bạn. Nào mình quay cho bạn xem. Còn rất mới nguyên zin nguyên bản. Máy bán ra mình bao zin tuyệt đối cho các bạn. Đây là những con chip lọc nghe các bạn. Rất là cao cấp nghe các bạn. Sườn sắt các bạn nhìn ở dưới mạ đồng này vàng ao luôn à. Các bạn ít thấy con là nó vàng mới như vậy nghe các bạn. Rồi ở đây là còn ni lông, nó niêm phong đây luôn nha các bạn. Nè, máy về bao gồm một cái khỉ, một dây nguồn và một cái catalo. Nắp của nó còn rất đẹp, không trầy xước, không cứng móp nha các bạn. Rồi sau đây mình mời các bạn nghe một đoạn nhạc thưởng thức về chất âm cái đầu CD S10 2 La Mã mình mới về, kèm con âm ly S10 2 La Mã, bộ đôi xinh đẹp xuất sắc, line new nha các bạn. Bạn nào mua cả bộ đôi này là nghe trưng bày rất đẹp.
À, con này là mắt cực kỳ khỏe luôn các bạn, rất tốt luôn. Không có con nào mắt tốt như vậy nghe các bạn. Buông tay ra đọc. Rồi mời các bạn nghe thử một đoạn nhạc. Từ khi anh không còn về quanh sân, là lần con phố nghe hoang vắng vô cùng. Ngàn ánh nắng lấp lánh bước theo anh tạm biệt nơi nào. Ngày chia ly không còn gì trong tay, chỉ còn nỗi nhớ với em suốt đêm dài. Có con sóng ngoài khơi tràn vào thuyền anh cuốn đi rồi, những ước mơ sau cùng. Ngày chia tay em một đời rêu phong, một lần sóng cuối cho anh thấy mặt người. Cuộc sống vẫn tiếp nối vắng xa anh, em sống vô chừng. Còn gì đâu khi dòng đời chia hai, chỉ còn nước mắt ôm em đến muôn đời. Những đêm tối triền miên còn một mình em tiếc thương hoài những dấu yêu trong đời. Em yêu anh yêu say đắm không cần toan tính nghĩ suy làm chi. Rồi mình mời các bạn nghe một đoạn giải mã nhạc số nha các bạn. Rồi mình vặn lim lên nghe các bạn. Bị lỏng cái dây từ cái nghe bạn. Rồi mời các bạn nghe một đoạn nhạc qua đường giải mã nhạc số. Tín hiệu mẫu thể hiện đây nghe các bạn. Cảm ơn các bạn lắng nghe một đoạn nhạc qua đường giải mã nhạc số nghe các bạn. Đây là cái đầu CD cao cấp đến từ hãng Denon, vừa có chức năng đọc đĩa CD, vừa có chức năng giải mã nhạc số qua đường đồng trục và đường cáp quang. Máy mình về tình trạng là like new như mới cả bộ đôi nghe các bạn, không tì vết, không vết trước, không vết lông mèo. Bao gồm một cái cato, một cái khiển và một sợi dây nguồn zin. Mình bán ra với giá rất tốt, chỉ là 12.800.000 đồng. Mình bao ship toàn quốc.
Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình cái số điện thoại 0903 747 111. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.